Không đeo túi sách để chuẩn bị đi học. Ừ. Và nhớ đi. Nằm. Nằm không yên này, ngồi không yên này. Đó. Đấy. Ui. Cả nhà nhìn thấy tôm có hay không? Hay thì nhớ like và bình chọn cho tôm nhá. Đấy, nằm nhá. Đấy, đeo cặp đi học đi. Xách cặp lên nào. Xách cặp lên để đi học vào. Xách cặp sách lên để đi học vào. Xách cặp lên. Chạy đi ra. Nó cắn cái gì đó? Ừ? Ngồi cắn cái gì đó? Ừ? Ừ? Nó cắn cái gì đó? Ừ? Cắn cái gì đó? Nó cắn cái gì đó mổ? Ừ? Nó chơi nhá. Đấy. Ôi. Ôi. Tôm biết đường cầm bút rồi. Đó. Đang mở nắp ra đó. Đấy. Chân để dùng chân. Đấy, viết bài đi. Cầm hết bút này qua bút nọ. Đang để mở để viết. Đấy. Một chân thì kẹp bút. Một tay thì mồm thì ngậm ngậm đấy cả nhà để mở bút để viết đấy. Đấy mở để viết bài nào, để học bài nào, để viết chữ A chữ O nào. Tôm mở để viết chữ A chữ O nào, mở để viết nào, làm gì đấy, mở để viết bài nào, hết bút này qua bút nọ. Rồi lại ngậm cái khác rồi. Bút thì kẹp lấy chân rồi. Giờ lại chuyển lên tay rồi. Mồm thì đấy, lại chuyển đúng chân để kẹp rồi. Hai bút kẹp vào chân rồi. Thả một bút rồi. Nào, mở bút đi để viết bài nào. Mở bút để viết chữ A, chữ O nào. Để chấm điểm nào. Tôm ngoan nhỉ. Tôm ngoan lắm cả nhà này. Tôm đang mở bút để viết bài đây. Này. Mở đi để viết bài nào. Đó. Ngồi kìa. Nhìn tôm ngồi kìa. Nhìn tôm ngồi mở bút này cả nhà này. Đó. Ôi. Đây nào, đây nào, đây nào. Đấy, học bài đi. Viết bài. Vừa ra để viết bài. Nào, cùng nhau viết bài nào. Đây. Là đây. Lên cùng nhau viết bài này, viết này. A này. Nào, cùng nhau viết bài nào. Đấy. Cùng nhau viết bài nhá. A tròn như quả trứng gà này. Học bài đi. Lại lấy cái gì đấy nữa rồi. Ừ. À, bút đây này. O tròn như quả trứng gà này. Này, ngậm bút đấy. Viết bài không viết bài. Không lo viết bài đi. Nào, cầm cầm nào, cầm tay đi bút để viết bài nào, mau nào. Lại nằm. Lại đấy mở nào, mở vở ra nào, mở vở ra. Mở vở ra. Lại lên đầu bắt cháy à? Mới gội đầu xong đấy. Không có cháy đâu. Lại xé vở rồi. Cầm bút để viết chữ A nào. À, cầm bút để viết nào. À, cầm bút để viết chữ nào. Nhanh. Đi lại đây. Cầm bút viết bài. Đó. Thương à, thương à. Ngoan quá, ngoan quá nhỉ. Ngoan quá. Em ngoan quá đấy, 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 đấy. Làm kiểu gì đấy? Hử? Làm kiểu gì đấy? Hử? Gặm cái gì đấy? Hử? Làm kiểu gì đấy? Hử? Em gặm cái gì đấy? Này. O này. Cầm 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 để bài cho cái bài là O tròn như quả trứng gà này. Đấy. Tôi cầm bút đi. O tròn như trứng vịt lộn chứ.
Nào. À, viết bài nào. O tròn như quả trứng gà này. Nào, cầm bụng cầm 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 bút này. Này, cả nhà nhìn tôm viết bài này. Đấy, o tròn như quả trứng gà này. Tôm nào viết cho đẹp nào. Nào, viết bài nào, viết bài nào. Viết bài nào. O tròn này. Đấy, tôm viết được bài rồi đấy. O, tôm viết được chữ O rồi đấy. Bài nhá. Nhìn để mà học này. O tròn như quả trứng gà này. Học chữ A này. Chữ Á này. Đấy, nhìn để viết bài này. Ừ này. Đấy hả? Ừ. Ôi. Lên để học bài. Bài nhá. À, lại nghịch này. Ngồi xuống để viết bài mà.